Xin chào quý vị và các bạn. Sau nhiều ngày có mưa liên tiếp thì từ ngày 27 tháng 9, tức là thứ hai đầu tuần mới, xu hướng giảm mưa sẽ diễn ra ở hầu khắp các nơi trên cả nước. Còn trong hôm nay, mưa vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Đồng Bằng, Trung Du Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 90mm. Do mưa liên tiếp dồn dập nên mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dâng cao. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh dao động ở mức từ báo động 1 đến báo động 2. Các sông nhỏ ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1. Hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, bà con khu vực cần chú ý đề phòng. Đến khoảng trưa chiều nay, các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình sẽ có những khoảng giảm mưa, trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày tăng lên mức từ 29 cho tới 32 độ, trời mát mẻ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận, nằm ngoài vùng tác động của đới gió đông ẩm. Vì thế, tại khu vực này trời đều phổ biến là nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình cho nên là trong chiều tối nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 30 đến 60mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Còn ban ngày trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt trưa chiều nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì ổn định. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ dao động trong khoảng 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ phổ biến từ 30 cho tới 33 độ. Trên biển, hôm nay các khu vực biển của nước ta đều có chung tình trạng thời tiết tốt. Tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió hướng đông mạnh cấp 4, cấp 5. Khu vực huyện đảo Trường Sa gió nhẹ, mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, biển lặng. Thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân.